Trên mặt của em á là em gắn ngũ hoa hạt lên trên mặt để chống nắng, dưỡng da. Và bây giờ là 5 giờ chiều nay ngư dân mới đi đánh bắt cá, em đã hỏi rồi. Dạ. Thì mình sẽ phóng sanh từ 5 giờ chiều đến 8 9 giờ tối à. Tối nay em chọn một chiếc ghe đi te cực lớn để thả lòng các chị. Phóng sanh giải cứu động vật thật nhiều. Còn bây giờ em phải hái rau trong vườn để ăn, để tích trữ năng lượng. Tối nay làm gì? Bây giờ mình sẽ hái cái trái gì đây vậy ta? Thôi không ăn rau muống. Dạ. Dạ em hái đậu đũa. Đây là đậu đũa. Hay là đậu bắp. Dạ. Bữa nay em sẽ ăn đậu đũa và đậu bắp. Chuẩn bị cho bữa ăn trưa.